kính chào các quý nhà đầu tư thì trong thời gian gần đây thì chủ đề về trái phiếu thì đang được rất nhiều các nhà đầu tư quan tâm đặc biệt là sau các trường hợp của công ty Tân Hoàng Minh cũng như là SCB và gần đây thì có một hiện tượng đang xảy ra đó chính là hiện tượng bon run tôi, tôi nghĩ rằng có rất nhiều các nhà đầu tư chưa hiểu về cái tình trạng trên là gì và video này của tôi thì sẽ giúp giải thích cho quý vị về tình trạng đó Bond run là hiện tượng mà các nhà đầu tư ồ ạt rút ra khỏi các quỹ đầu tư trái phiếu mà họ đã tham gia trước đó ở một tốc độ rất lớn. Ví dụ như gần đây thì có quỹ mở của TCBF. Ở đây thì chúng ta cần phải hiểu quỹ mở, đó là các quỹ mà các nhà đầu tư có thể tự do tham gia hoặc là rút vốn tại thời điểm mà họ mong muốn với tần suất giao dịch khá là thường xuyên. Thông thường thì các quỹ mở hay có tần suất giao dịch là khoảng 2 đến 3 lần một tuần. Các nhà đầu tư thì sẽ góp vốn vào quỹ và ngược lại là nhận được các chứng chỉ quỹ được tính bằng tổng giá trị tài sản ròng của quỹ chia cho tổng số lượng chứng chỉ quỹ hiện tại tại thời điểm mà nhà đầu tư tham gia. Và trong trường hợp mà nhà đầu tư muốn rút vốn, muốn tất toán khoản đầu tư thì các giá của chứng chỉ quỹ, nhà đầu tư sẽ bán lại chứng chỉ quỹ cho quỹ và cũng sẽ nhận được số tiền dựa trên là tổng số chứng chỉ quỹ mà nhà đầu tư bán nhân với cả giá của chứng chỉ quỹ tại thời điểm nhà đầu tư muốn rút vốn. Bản chất là các quỹ mở đầu tư trái phiếu sẽ dùng tiền của các nhà đầu tư góp vào và đầu tư vào các loại tài sản có thu nhập cố định ví dụ như là tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính phủ và khi các tài sản và quỹ mở đầu tư sinh lời thì nhà đầu tư sẽ được chia cái phần lời này theo tỷ lệ mà chứng chỉ quỹ mà nhà đầu tư nắm giữ Vậy rủi ro khi đầu tư vào quỹ trái phiếu sẽ là đến từ đâu? Rủi ro đầu tiên khi mà nhà đầu tư đầu tư vào một quỹ mở trái phiếu sẽ đến từ việc rủi ro mà tổ chức phát hành các cái trái phiếu hoặc là chứng chỉ tiền gửi mà quỹ mở mua có thể bị phá sản hoặc hoãn trả nợ thì đây là một rủi ro mà gọi có thể nói là nặng nề nhất bởi vì khi đó có nghĩa hiểu là quỹ đã mất tiền và nhà đầu tư sẽ mất tiền rủi ro thứ hai đó chính là việc rủi ro thua lỗ khi mà giá chứng chỉ quỹ giảm vậy để mà hiểu được cái hiện tượng bon run đang xảy ra thì trước tiên chúng ta cần phải hiểu được trái phiếu là gì Trái phiếu là một loại chứng khoán xác nhận nghĩa vụ nợ của bên phát hành đối với cả người mua trái phiếu. Người mua trái phiếu hay còn gọi là trái chủ về bản chất là bên mà cho doanh nghiệp hoặc là cho cái bên tổ chức phát hành vay tiền. Thông thường, về một thông tin về một trái phiếu sẽ bao gồm mệnh giá, có thể là 1 triệu, 10 triệu hay 100 triệu là số tiền mà doanh nghiệp sẽ trả lại cho trái chủ khi mà trái phiếu đáo hạn trên mỗi trái phiếu và thứ hai là lợi tức của trái phiếu, đó chính là phần lãi mà doanh nghiệp sẽ trả cho trái chủ hàng kỳ. Ngoài ra thì còn có thông tin về thời gian đáo hạn của trái phiếu, tức là thời điểm mà sau khi phát hành mà trái chủ, à, doanh nghiệp phát hành phải trả lại cho trái chủ. Giá trị của một trái phiếu thì có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với mệnh giá. Giá trái phiếu sẽ thông thường thì sẽ phụ thuộc vào hai điều. Một đó là về tình hình tài chính, khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp có rủi ro phá sản hoặc là chậm trả lãi hoặc gốc, thì giá trái phiếu sẽ rớt để bù trừ cho rủi ro này. Điều thứ hai là việc giá trái phiếu thì thông thường sẽ phụ thuộc vào tình hình lãi suất của thị trường. Thông thường thì giá trái phiếu sẽ giảm khi mà lãi suất mặt bằng lãi suất lên cao và sẽ tăng khi mà mặt bằng lãi suất giảm. Ở đây có thêm một ví dụ cho các quý nhà đầu tư có thể dễ hình dung, đó là tại một thời điểm bất kỳ khi mà môi trường lãi suất gửi tiết kiệm một năm tại ngân hàng là 7%, một trái phiếu doanh nghiệp trả lãi ở mức 9% được định giá ở mức khoảng 100 triệu đồng với mệnh giá là 100 triệu. Thì ở đây thì các nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu thì sẽ có được cái mức gọi là premium là 2%. Tuy nhiên, khi lãi suất tiết kiệm lên đến 9% mà cái trái mặt bằng trái phiếu vẫn đang trả lãi 9% kia thì rõ ràng giá của trái phiếu sẽ phải hạ giá vì người mua sẽ yêu cầu mức lợi tức cao hơn để họ nắm giữ trái phiếu này. Nếu không, họ sẽ đem cái số tiền đó gửi tiết kiệm chứ không mua trái phiếu bởi vì rõ ràng trái phiếu doanh nghiệp thì sẽ rủi ro hơn rất nhiều so với cả tiền gửi ngân hàng và trong trường hợp trước thì cái hai phần trăm đó chính là phần bù trừ rủi ro để những trái chủ nắm giữ trái phiếu thay vì gửi tiết kiệm chính vì thế nên là khi mà mặt bằng lãi suất lên cao hơn thì giá trái phiếu này chắc chắn sẽ phải giảm thấp hơn mức 100 triệu rất là nhiều để lợi tức cho nhà đầu tư có thể sẽ phải được cao hơn ví dụ như là 90 triệu trong thời gian gần đây thì chúng ta thể thấy một điều đó là mặt bằng lãi suất lên rất cao cái điều này thì làm cho giá trái phiếu giảm xuống cực kỳ nhiều Và thêm vào đó có một số lo ngại về thị trường trái phiếu Bên cạnh các cái thông tin tiêu cực như là khủng hoảng của Tân Hoàng Minh hoặc là SCB Thì cái chính cái điều này thì dẫn đến việc người dân cũng như nhà đầu tư thì rất là sợ hãi và rút khỏi thị trường trái phiếu doanh nghiệp Do giá trái phiếu niêm yết thì được định giá thông thường sẽ là bằng trung bình giá giao dịch của lô trái phiếu trong một khoảng thời gian Chính vì vậy khi có càng nhiều người rút tiền khỏi các quỹ đầu tư trái phiếu thì các các quỹ đầu tư phải bán trái phiếu. Nếu mà giá trái phiếu lại giảm thì dẫn đến giá chứng chỉ quỹ giảm. Nhà đầu tư khi đầu tư vào sẽ thấy là khoản đầu tư của mình được, được báo cáo vào lỗ. Chính điều này sẽ kích hoạt nhà đầu tư càng rút khỏi quỹ nhiều hơn và quỹ lại càng phải bán trái phiếu cũng như là bán các tài sản của mình cụ thể là trái phiếu doanh nghiệp để có thể lấy được tiền trả lại cho nhà đầu tư. Một trong đặc điểm của thị trường trái phiếu đó chính là thanh khoản của thị trường trái phiếu doanh nghiệp thì thông thường kém hơn rất nhiều so với cả thanh khoản của thị trường cổ phiếu. Với cái việc áp lực bán ra của các quỹ đầu tư để phục vụ cho việc là các nhà đầu tư rút tiền cộng với cả việc thanh khoản kém thì làm cho việc là giá của trái phiếu lại giảm mạnh. Và điều này thì sẽ càng làm cho giá của chứng chỉ quỹ càng giảm. Chúng ta thấy đây là một cái vòng luẩn quẩn càng làm cho tình huống nó trầm trọng hơn vậy điều quan trọng nhất đó là trong trường hợp này thì nhà đầu tư nên làm gì việc đầu tiên đó là nhà đầu tư nên đánh giá lại cái danh mục trái phiếu mà cái quỹ đầu tư quỹ mở trái phiếu mà mình đang tham gia đang thật sự nắm giữ cái gì đó là đang nắm giữ các trái phiếu doanh nghiệp của những doanh nghiệp nào và có rủi ro là những doanh nghiệp đó vỡ nợ thật không việc thứ hai đó là các nhà đầu tư có thể chấp nhận việc lỗ hiện tại của quỹ trái phiếu là do giá của trái phiếu mình đang nắm giữ đang bị gọi là đánh giá lại theo giá thị trường còn nó không hoàn toàn phản ánh việc đó là doanh nghiệp mà phát hành trái phiếu nó có rủi ro Chúng ta có thể hiểu là việc giảm giá của chứng chỉ quỹ và trái phiếu nhiều khi là theo cung cầu của thị trường Chứ không hẳn là do chất lượng tài chính hoặc là ta chất lượng tài sản của doanh nghiệp phát hành trái phiếu đi xuống Một trong những điều mà các nhà đầu tư nên suy nghĩ đó chính là thậm chí là có thể tìm các điểm hoặc là cơ cấu nguồn để mua thêm vào vì đây có thể là một cơ hội tốt để có thể mua được các cái trái phiếu doanh nghiệp tốt ở mức giá hợp lý trong trường hợp mà lãi suất trở lại bình thường ở đây có nghĩa là lãi suất giảm lại không ở mặt bằng cao nữa thì giá trái phiếu sẽ tăng lên và tình trạng nếu như là tình trạng hoảng loạn bon run hiện tại mà chấm dứt thì có thể sẽ giúp giá chứng chỉ quỹ tăng giá lên hiện tại việc bán ở một thời điểm căng thẳng như thế này chưa chắc đã là một hành động khôn ngoan vì giá trái phiếu có thể giảm sâu trong ngắn hạn bên cạnh đó khi mà bán chứng chỉ quỹ nhà đầu tư còn phải chịu phí giao dịch này, phí mà bán trước hạn nếu có và thuế thu nhập cá nhân. Đặc biệt hiện tại hầu như các quỹ mở trái phiếu thì đều áp dụng cái mức gọi là phí bán trước hạn. Nếu nhà đầu tư mới tham gia mà đã muốn tất toán khoản đầu tư, thông thường thì các trong tình trạng bon run này sẽ không xảy ra ở trong thời gian dạ, à, thời gian dài. Chúng ta thấy là trong bối cảnh hiện tại khi mà giá của các trái phiếu doanh nghiệp thì đang ở mức giảm rất là lớn dẫn đến việc lợi tức của những các nhà đầu tư khi mà tham gia mua trái phiếu doanh nghiệp hiện tại có thể của những doanh nghiệp lớn như là Masan hoặc là Vincom có thể lên đến mức hai mấy phần trăm một năm một mức mà ở nếu mà so với khoảng nửa năm trước thôi thì đây là mức rất là cao có thể tăng khoảng gấp 2 đến gấp 3 lần so với cả nửa năm trước các mức lợi tức cao như, như hiện tại thì sẽ hấp dẫn các bên mới và các nhà đầu tư tổ chức để tham gia thị trường và các công ty quản lý quỹ khi mà họ đáp ứng được thanh khoản cho các nhà đầu tư thì tình trạng mà bán ồ ạt trái phiếu doanh nghiệp dẫn đến lợi tức cao như vậy thường sẽ không xảy ra trong thời gian dài. Ví dụ như gần đây chúng ta thấy là TCBS mới được Techcombank tăng vốn để có thể hỗ trợ thanh khoản cũng như là tham gia vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp để hỗ trợ cho TCBS khỏi cái tình trạng bon run hiện tại. Trên đây là một số thông tin của tôi cho quý vị nhà đầu tư về tình trạng bon run mà hiện tại đang xảy ra. Nếu như những thông tin này mà quý vị thấy hữu ích thì hãy like và subscribe cho chúng tôi để chúng tôi có động lực làm thêm những video tiếp theo nhé. Tôi xin cảm ơn.